Chương trình Khai Tâm 637 và Tracy Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị. Chương trình Khai Tâm do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường thảo luận về những đề tài theo triết lý xuất tục nhập thế của Kinh Hoa Nghiêm. Xuất tục giúp chúng ta khai mở tâm linh, nhập thế hướng dẫn chúng ta theo con đường phục vụ tu đạo Bồ Tát, sống hài hòa với gia đình và mọi người chung quanh, phát triển lòng từ bi hỷ xả. Xin mời quý vị vào trang nhà thầy Hằng Trường.com để biết thêm về sinh hoạt của hội hay là xem những bài giảng của thầy trên YouTube channel là thầy Hằng Trường. Mọi liên lạc xin email về khaitamtv2017@gmail.com hay là gọi số 714-625-8966. Và chương trình Khai Tâm đang được thâu ngay tại trung tâm của Hội Từ Bi Phụng Sự. Kính xin quý vị tiếp tay giúp đỡ, ý kiến và tài chính để chương trình phục vụ quý vị càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chi phiếu xin đề CSS và memo là Khai Tâm TV gửi về địa chỉ 420 South Brookhurst Street, Anaheim, California 92804. Kính thưa quý vị, chủ đề hôm nay nói về thế gian an bình. Anh Trâm xin được hân hạnh giới thiệu thầy Hằng Trường ạ. Và anh Vũ Duy Hiển. Và thứ nhất là thưa quý vị, chào đón anh Hiển trở về thế gian hôm nay với cái mái tóc rất là đẹp. Và thưa thầy, hôm nay chương trình chúng ta rất là đặc biệt là vì có sự tham dự của các một số các anh chị em trong Hội Từ Bi Phụng Sự ngay tại trung tâm IB, phòng thâu của chúng ta. Con xin mời thầy bắt đầu chương trình ạ. Đó, đúng là mình chào mừng anh Hiển về lại với Trần Giang. Dạ, cảm ơn. Cái này cũng là cái mùa Giáng sinh anh Hiển ha? Dạ vâng, thưa thầy. Cái mùa Giáng sinh tức là cái mùa Noel thì dân như là đối với bất kỳ cái người mà bây giờ nó không còn như hồi xưa. Tức là cái Noel hồi xưa là một cái nghi lễ thật sự cho cái Công giáo. Nhưng bây giờ nó là dân gian hóa rồi. Thành ra là cái mùa Noel người Phật tử hay là chẳng Phật tử ai cũng vui. Vì cái mùa này là mùa mà rộn rịp, mình là đi nghỉ nữa. Nó trở thành cái ngày mà mình được nghỉ phép nữa anh Hiển. Thành ra rõ ràng là... Hồi họp gia đình đó. Cho nhiều khi mình nói về cách tôn giáo thì là cũng không có nhiều cái tôn giáo nữa. Thành ra là cái mùa đó mà nhiều khi mình người Phật tử mình nhìn như thế nào đó để mà mình đem lại cái sự an bình cho cái trần gian, cho cái thế giới, cho cái cuộc sống mình xung quanh. Thành cái chữ mà peace on earth đó, khi mà mình dùng trong cái mùa Giáng sinh đó thì gắn liền với nhau đó. Và còn những cái bài hát tên là peace on earth nữa, các bạn có thật sự có cái bài hát tên đó nữa đó. Thì bây giờ đó mình mới bắt đầu khám phá rằng đó là đúng là cái mùa đó mà mình phải trở lại với cái sự an bình. Anh hiểu thấy không? Nhưng mà cái hay đó là không biết Việt Nam mình, chỉ còn nhớ Việt Nam mình có bây giờ mình có một cái lễ tiết gì đó mà mình gọi là an bình đúng không em? Tôi nghĩ chỉ có những cái mùa gặt hái thành công rồi sau đó mình mới có gặt hái thành công. Mùa xuân thì bắt đầu là mình sau đó mình ăn mừng một tháng trời để là ăn mừng cái sự thành công. Lễ gì mà lễ Tết hả? Dạ Tết một tháng riêng ăn chơi đó thầy nhớ không? Dạ, tại vì cái xứ mình là xứ nông nghiệp đó thầy, thành ra sau cái vụ mùa người ta sửa soạn cho cái năm mới người ta một tháng đó. Ăn tháng riêng một là tháng ăn chơi, rồi tháng hai mới nhưng mà mình có một cái team nói về cái sự an bình này không? Dạ không, con không nghĩ là họ có cái riêng biệt họ nói về an bình hay là peace mình nói đó, không có. Mà dường như bên Trung Hoa họ cũng không có cái ngày nào gọi là cái ngày an bình cả. Bên Trung Hoa. Ngày thanh minh tức là thưa các bạn, đây là một cái sự suy nghĩ mà của người Tây phương mà chúng ta thấy sự khác biệt với cái người Ả Đông của mình đó là. Người Ả Đông của mình ấy, mình nói lễ thanh minh này, Tết mình nói những cái chuyện mà mình hay là Trung Thu, hay là những cái lễ gì mà nó có tính chất của cái thiên nhiên, nhưng mà nó không ngoài cái lễ của con người của mình ấy. Nhưng mà người Âu Tây ấy, thì nói cái lễ gì cha mình Father Day, mẹ mình Mother's Day rồi cái gì nữa Teacher's Day. Mình có phải không? Rồi đủ thứ. Bây giờ họ sinh ra nhiều nữa. Boss Day, rồi Nurse Day, rồi đủ thứ hết rồi. Nhiều lắm. Nhưng mà còn Boss Day nữa hả? Có ngày thư ký nữa thầy. Thư ký. Secretary Day. Có Women Day. Mình không có Man Day nữa. Hình như không có. Man không có. Nhưng mà cái switch là từ cái chỗ là mình nói từ cái thiên nhiên này, cái chuyện vậy đó, mà tới cái chỗ mà mình thấy cái đẹp của con người của mình là cả một sự thay đổi rồi. Và ở giữa cái thiên nhiên và con người là các vị thánh, thế mình có ngày vía Phật, Bồ Tát vân vân.
Nhưng bên Thiên Chúa thì là cái ngày lễ của Christmas, ngày lễ của những vị đó. Thầy thầy có hỏi đó, cái ông Imam Hồi giáo đó, thì ngài có celebrate cái ngày của ông Allah hay không? Anh hiện mà có hay không? Con nghĩ là có, chắc có thể có đấy, không phải không? Họ dường như là mỗi ngày. Vâng. Họ họ không có particular lên một ngày như vậy đấy. Họ không có này, cái tinh thần họ rất là đặc biệt. Trong lúc đó mình có hình tượng thì mình lễ lại đấy. Người Hồi giáo họ không có hình tượng. Vô trong cái most họ đó, nó không có hình tượng, không có một cái gì khác. Họ rất là tánh không. Họ như là người mình thiền vậy đó. Như thiền sứ mình, họ không có gì trong đó cả. Nó rất là... Họ chỉ cứ hướng về cái hướng, hướng đó thôi. Họ lại họ bất cứ chỗ nào có thể ngay trên đường phố. Đúng rồi. Dạ. Và cái mình nói là cái mùa này giống như là một cái ngày mà cuối năm đó anh hiểu không? Thì mình nghĩ cái gì về cái cuối năm? Thì thường 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 mình, nếu mà người cuối năm thì mình lo là phải khai thuế này, rồi mình lo là đủ thứ chuyện ngày này, đủ thứ mùa đông mà lo đồ ăn nguồn dự trữ trong mùa đông nên là đúng tung cả. Nhưng mà cái tính thần ở người Tây Phương rất là đặc biệt, thưa thưa các bạn đó. Thì vừa rồi thầy có khoảng chừng 20-21 người mà bên Đài Loan qua ở, và tôi xuống giai đoạn kỳ thì có 15-16 người xuống giai đoạn kỳ đó. Thì trong đó có một cái anh thì là anh bị handicap đó. Anh mình ngồi nói chuyện với thầy rất là lý thú. Anh nói anh thế này nè, anh nói là cái cách mà mình celebrate, cách mình, tại vì mình có trong một những cái ngày, mình có một cái ngày mình celebrate là Halloween, rồi một ngày nữa là Thanksgiving. Tại hội Tu Bi Phụng Sự. Tại hội Tu Bi Phụng Sự, mình thấy đó là cái chuyện bình thường. Mình Thanksgiving là mình cảm ơn, lễ tạ ơn. Và Halloween là cái lễ mà mình gọi là người Tàu đó, họ dịch là cái này gọi là vàng quỷ. Vàng một quỷ. Ngàn, một ngàn, một vàng con quỷ. Tức là ngày của người chết ấy. Chứ không phải là vàng thánh và vàng quỷ. Thì cái interesting là anh nói thế này nè. Tôi ở cái văn hóa đó là bên Đài Loan, tức là nó thật sự là cái tàu nó truyền qua lại đó. Thì tôi không thể nào mà tưởng tượng được rằng là một cái chuyện mà nó bình thường như vậy đó mà mình celebrate với hết cả cái tấm lòng. Thì thầy hỏi cái chuyện bình thường là cái gì? Thì nói đấy đấy, cái chuyện là mình thay đổi cái áo, thay đổi mặt mày, mình thấy được cái xấu của mình hình dung, mình gọi là mình externalize, tức là mình đem cả trong người mình ra, mình thành ra hình dạng xấu xí như vậy để người ta coi đó. Thấy được cái xấu của mình cho người ta biết cái xấu, cái ác của mình, và mình có thể share được cái chuyện đó mà không nghĩ rằng đó là một cái mà nó trở ngại cho mình. Tại vì đó, người Tàu hay là văn hóa mà người Tàu đó thì họ chỉ muốn cho mình thấy cái vẻ đẹp thôi, họ không muốn cho mình thấy cái xấu, cái điểm mù họ không muốn nói. Nhưng mà Halloween là bà con cứ muốn mặc áo gì được, cho thấy những cái đồ mà nó quỷ quái xấu xa gì được cả. Thì nó rất là xúc động. Cái anh chàng này tên là Tử Long, anh này rất là xúc động, anh nói với thầy đó là nói cái chuyện đó thôi thì tôi cảm thấy rằng đó là nhiều khi đó mình không thật sự là celebrate này, không thật sự mà mình gọi là mình celebrate là gì nè, ăn mừng, ăn mừng nhỉ? Mà mình tại vì cái ăn mừng đó nó có cái tính cách là mình vui, mình đem cái bên trong đem ra ngoài. Dù cái đó là xấu hay không xấu đó mình cũng share được. Thì cách anh nói như vậy thầy cũng rất là ngạc nhiên, là cái cách suy nghĩ anh chàng này anh nói như vậy. Để lúc mà mình có cái Thanksgiving đó thì mình đi cảm ơn những người mà làm việc với mình, những người đó. Thì anh này càng cảm thấy, anh nói tôi đâu có làm gì đâu, nhưng mà cũng có người tới nói với tôi. Thì không biết trong anh chị này, không biết ai này nói với anh đó. Anh này nói là tôi rất là cảm ơn là anh ngày hôm nay anh tới, anh ở đây về thầy, về tất cả bà con, cô bạn, anh chia sẻ, vì tụi tôi mới cảm thấy được là cái sự tham dự của anh. Anh nói tôi tham dự, tôi có làm cho tôi ngồi cho tôi có làm gì đâu mà cảm ơn tôi. Thì cái người đó mà nói là cái present, là cái sự hiện diện của anh thôi là đủ, là cho tụi tôi sung sướng rồi. Thì thầy hỏi anh như vậy thì anh nghĩ sao về cái chuyện này? Anh nói sư phụ, cái này tụi con không có làm ở bên Đài Loan, tụi con không có nghĩ ra rằng đó, chỉ có sự hiện diện thôi mà mình có thể ăn mừng được, celebrate được, mình cảm kích được, mình show cái gratitude, tức là mình cảm ơn được. Thưa các bạn, thầy muốn nói cái chuyện là cái sự khác biệt của văn hóa. Và nhiều khi là mình take for granted, mình nghĩ là mình ăn
ăn Giáng sinh hay là bạn ăn, nhưng mình không biết là những cái đó nhiều khi đó ở những người khác, nước khác, những cái chỗ khác đó, đối với họ là cả một cái thay đổi, một cái văn hóa rất là sâu sắc mà họ không có. Các bạn có bây giờ mà các bạn nghĩ tới trong mùa Giáng sinh này có những người trong cái trại mà tị nạn ở bên phía châu, các bạn có thấy có những người khó khăn, ngay như là cái đất nước mà của nước Mỹ chúng ta là Puerto Rico, có những người trên nơi bây giờ họ vẫn không có điện. Các bạn có thấy rằng nhiều khi đó là mình nghĩ rằng là mình sung sướng mà không ngờ rằng có những người khác không, còn vẫn còn đang đau khổ. Thế nên là đưa tới cho mình một cái quan niệm rất là quan trọng. Cái quan niệm đó nói rằng đó là mình lúc nào mình cũng nên cảm kích. Mà cái cảm kích đó là mình chia sẻ cho những cái người xung quanh của mình. Thế nên cái mùa Giáng sinh này cũng không phải là cái mùa mà mình bây giờ nó không còn là cái mùa của một cái đào nào nữa. Mình nói là một cái mùa mà người ta gọi là một cái season of giving. Một cái mùa để mà cho, một cái mùa để mà forgiving, để mà mình tha thứ. Một cái mùa mà để mình open up, mình khai mở. Mà đối với anh chàng Tử Long, anh chàng là rất tiếc là anh không biết để mà ở lại thêm một tuần nữa. Anh nói với thầy trước khi một ngày trước khi mà anh về Đài Loan, anh nói với thầy như thế này, anh ngồi anh nói với thầy, anh nói là thật sự là cái đêm trước anh đi đó, anh nói khi mà con qua bên Mỹ này đó, con không biết rằng là đây là lần đầu tiên con qua mà con mới thấy được cái sự khác biệt của văn hóa. Mà do khác biệt văn hóa con mới hiểu được đó là tại sao đó mà con phải mở tâm hơn. Thầy ngồi thầy lắc đầu thầy nói nhưng mà cái đó tôi thấy thương quá, ai phải mở tâm cả chứ. Anh nói một câu rất là hay các bạn. Là nhiều khi trong cái văn hóa mình như con cá mà trong bơi trong cái nước đó mình không biết là cái nước đó là nước tù hay nước đục. Khi mình bơi qua một dòng sông khác mình mới sọt sự so sánh được. Khi mình qua một cái văn hóa mình mới so sánh được. Bây giờ chúng ta là người ở đất Mỹ này, nhiều khi các bạn sinh lên ở đây, con cháu sinh lên ở đây, bạn sinh đây, nhiều khi mình không biết được là mình đang ở trong cái sự sung sướng nhất của cái trần gian này. Và nhiều khi là mình nghĩ là cái hòa bình đó nhỉ, cái an bình đó là tự nhiên là granted, là mình có như vậy. Chứ mình không biết là rất nhiều nơi, nhiều chỗ nó không có sự an bình đó. Anh nghĩ sao? Mình ở đây lâu quá rồi, mình trong cái không khí như vậy thì mình quên mất cái chuyện đó thường lắm thầy. Cái chuyện người ta quên mất những cái cảnh khác. Mình sống trong cái hiện tại của mình đâu có nhớ thế. Nghĩa là phải nhiều khi phải ngồi, phải nghĩ tới hay là phải nhìn những hoặc cái đi tới, thăm đi tới hoặc là xem những cái phim hay là xem những cái thế nào đó thì mình mới nghĩ. Chẳng hạn mình ngồi đây mình đâu có nghĩ tới cái chuyện mà người ta hôm trước cháy nhà tùm lum ở trên kia, không biết bao nhiêu nhà cháy mất, người ta mất cơ nghiệp này nọ. Mình ngồi đây mình quên mất. Nhưng mà nếu mà cố tình mình ngồi nghĩ lại đó thì trời ơi, nếu mà mình là một trong người đó thì mình nghĩ sao đây? Mà những cái người thì như là cái trận động đất vừa rồi bên Iran với Iraq đó, không ai nghe cái báo cáo cả. Nhưng mà thầy quay mấy cái tin tức mà không phải của CNN, không phải của MSNBC đó, mình qua cái tin tức là cái trận động đất đó mình thấy mà dễ sợ, không biết bao nhiêu người mà chết và cái đau khổ của người ta, mình thấy cái nhà cửa sập đổ nhưng mà nhiều khi tin tức nó không cho phép, họ không nói cho mình nghe, mình không biết. Nhưng mà cái đó nói cho mình một cái chuyện khác là tại sao đó là trong cái mùa Giáng sinh hay là cái mùa bất kỳ một cái mùa lễ hội nào là mình cũng nên đem cái tâm mà mình gọi là gratitude, là cảm kích cái gì mình có rồi. Nhưng mà anh nghĩ thế nào, chị nghĩ thế nào về cái tâm hồi hướng? Cái đó thì con nghĩ nó đặc biệt quá. Con nghĩ chỉ có hình như theo con nói đúng thì con nghĩ cái sự hồi hướng, cái tâm hồi hướng cho một người khác, cho một người mà mình yêu thương hay là một người lạ đó, là chỉ có hình như chỉ có Phật giáo mới làm như vậy phải không thầy? Tức là khi cầu hồi hướng mình cầu nguyện phải không ạ? Mình chia sẻ cái phước của mình cho những người mà thiếu phước. Cái đó thì quá đặc biệt, con nghĩ là phải không ạ? Đâu có đạo Công giáo thì hình như cũng không có không hay là con nói chung là đạo thường họ cầu nguyện cho người đó thôi, chứ không nghĩ là họ đi tu để mà cúng dường cái phước đó cho người khác. Thôi mình chia sẻ. Nó khác. Thầy nghĩ là nó sao khác thầy hay là nó giống nhau thôi? Thì cũng chắc là hơi khác một chút. Cái cúng dường với cái chia sẻ nó khác. Mình chia sẻ cho. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là trong cái show, nửa show kế tiếp đó thì mình mời các bạn anh chị lên mình cùng nhau mình niệm Quán Âm Bồ Tát, rồi mình hồi hướng cho những cái người mà họ thiếu cái may mắn hơn mình. Tại vì cái mình nói đi nói lại các bạn, nhiều khi đó
mình quá sức là sung sướng và quá sức phước đức nhiều quá. Trong lúc có những người nào rất là khó khăn, khi pháp hội mang cho Di Đà vừa rồi đó, mà ta đã có, thì có một bác lên thầy hỏi bác ở đâu ra, bác ở đâu tới. Thì xin lỗi, bác này không phải ở cả North Carolina, cũng không phải ở bên Minnesota, cũng ở đâu, bác từ Việt Nam qua. Chắc là chị biết bác này. Bác qua, bác cầm cái phong bì này, bác cũng dường thầy. Rồi thầy bác rưng rưng, thầy nói bác rồi không, con bác tên gì vậy, để thầy viết vào trong cái báo thơ cũng dường. Đừng, con không có bao nhiêu tiền, con không có, nó không can gì, bác cho con, tao thầy biết là bác ở đâu ta. Thì bác rưng rưng rưng, bác quỳ rồi bác đưa cái báo thơ, rất là tội nghiệp. Thì thầy mới nói chuyện thêm nữa, thầy tưởng là bác đi du lịch. Không có, con đi thăm con, thăm con rồi bây giờ con về chợ tới. Thì thầy mới là bác ngồi xuống nói chuyện với thầy trong vài phút, thì có thầy Hằng Đức ngồi với thầy nữa. Thì thầy mới hỏi là sao bác, thầy bác rưng rưng như vậy, có chuyện gì trong lòng của bác? Thì bác nói một câu rất là hay, bác nói giờ con quý cái pháp hội Di Đà quá, tại vì là con đi hôm nay là ngày thứ ba ngày, mà ngày nào con được là một phần ăn cả, con biết cái phần ăn rất là đắt tiền, có người nói là ăn không ngon nhưng mà con nghĩ đây là một phần ăn rất là đắt tiền, $22 một phần ăn đó. Đúng vậy. Rồi nhưng mà con nghĩ là người Việt Nam một con này mà qua bên Mỹ bên đây mà con được dự cái pháp hội, con được cái phước đức như vậy, con cứ nghĩ lại những cái người mà trong ở bên bên nhà con đó, con mong làm sao mà cái họ có được một chút phước. Trời, nói dễ thương dễ sợ luôn. Anh hiểu không? Rất là dễ thương. Nhưng mà mình nghĩ là nhiều khi các bạn biết là cái người mà có phước đó, cái khó, những Đức Phật nói cái người có phước mà biết tu là rất là khó. Tức là nó có 14 cái chuyện khó khăn mà thầy thì không nhớ, nhưng mà một trong chuyện đó là có phước mà biết tu đạo là rất là khó khăn. Thì bác đó, là cái người đó, bác cảm như là mình cũng có phước nữa, thì mình tu. Nhưng mà qua bên này mình thấy phước đức nhiều quá, mà ai cũng thấy tu cả. Và thầy mới hỏi em như vậy thì là bà có cái niềm mong ước gì trong những cái ngày mà tu ở đây? Còn nói, bà mình lấy cái bao ra, còn sổ những cái bài vị. Thế thầy, con này là con, cái bài vị chắc cũng 15-20 người là con. Có rất nhiều cái người để con tu dùng cho trong 3 ngày hôm nay. Nó làm mình cảm động là cái tinh thần đó đó. Thì thưa các bác, thầy nói chuyện lúng túng như vậy, nhưng mà mục đích thầy nói gì? Mình đang nói tới peace on earth. Mình tu dùm người ta, mình làm chuyện cầu nguyện dùm cho người ta. Cái đó đó là những cái mà tạo nên cái hòa bình cho nhân gian. Chứ không phải là mình enjoy cái sự sung sướng. Cho nên mình vẫn tiếp tục, có người mình vẫn tiếp tục đó, là mình nên nghĩ tới những cái người mà càng may mắn hơn. Và mình làm sao để mình đem cái niềm vui tới những người đó, chia sẻ cái phước đức của mình tới những người đó. Dạ, yeah. Thưa thầy, thầy với đem một cái khía cạnh và con nghĩ là con xin thầy khai triển thêm. Tức là trong cái mùa Giáng sinh nói chung ở Mỹ này đó, người Việt Nam chúng ta sống lâu thì cũng như thống theo cái lối Mỹ nhiều, thì coi như là cái chuyện mà đoàn tụ gia đình là có này, cái chuyện mà chia sẻ tặng quà cho người thân, người trong gia đình là có, mặc dù là mình có là tôn giáo gì cũng làm những cái điều đó. Nhưng mà cái hành động mà hồi hướng đó thì con nghĩ là rất là đặc biệt. Thì con xin thầy khai triển cái ý đó, là bởi vì con nghĩ không có mấy ai trong chúng ta mà nghĩ cái lúc mà mình đoàn tụ gia đình mà mình nghĩ đến cái chuyện mình phải làm cái gì để mà hồi hướng cho ai, hay là hồi hướng cho những người kém may mắn đó thầy. Anh Hiển là người mà hồi hướng rõ ràng nhất này. Không, nhưng mà thí dụ như trong cái lễ Giáng sinh. Anh Hiển kể là anh tu làm sao đi. Anh Hiển là mỗi ngày đưa Giáng sinh cả. Bởi vậy nhưng mà kỳ rồi thì con được cái duyên lần nữa, là cũng nhiều lần rồi, nhưng mà năm kỳ vừa rồi con được xuất gia vị tha 12 ngày tổng cộng để mà hồi hướng cho tu dùm đó. Anh Hiển là người tu dùm. Anh Hiển tu dùm cho ai? Mẹ con. Cho mẹ anh. Dạ, cho người em. Vậy để cho một số người bạn. Tại sao anh tu dùm cho người em của anh? Dạ, tại vì người đó họ không có điều kiện để họ làm được đấy. Thì tại sao họ không có điều kiện làm được? Họ cũng khá bệnh. Bệnh á? Dạ, khá bệnh. Người em anh sao bệnh được?
Dạ thì cái tình hình nó không nó cũng khá lâu rồi, bị bệnh ung thư máu đấy thầy. Dạ. Em ruột thì, anh hả? Em ruột. Em ruột. Sao tụi em không biết vậy nhỉ? Anh chẳng chia sẻ. Dạ. Không thì tình hình thì nó cũng chữa bệnh thì cũng được, nhưng mà dù sao nó cũng là cái vấn đề mà đâu có bình thường được thầy, không thể nào bình thường được. Bây giờ chân tay nó cũng run. Mình hồi hướng công đức cho người em anh. Dạ. Với bà em, má em tên gì vậy? Em thấy không biết. Vinh. Vinh. Dạ. Ừ. Còn mẹ anh thì là vì sao anh tu cho mẹ anh? Dạ thì mẹ con tùm lum tà la đủ thứ bệnh mà lớn tuổi quá rồi. Chẳng hạn sáng nay con phải đưa đi khám tim thầy thì đi đứng rất là khó khăn. Ừ. Dạ. Đi bác lớn tuổi rồi. Lớn tuổi. Tức là 88. Anh hiện anh tu dùm cho mẹ về người em là những người họ không có điều kiện tu hành đó. Ừ. Chứ không phải tu để cho hết mình đúng không? Mà tu là để mà hồi hướng công đức. Tu dùng cho người đó. Mà họ có biết không? Biết chứ thầy. Không nói. Thành ra chị thấy cái concept của mình là mỗi ngày đều là Giáng sinh, và cái peace on earth đó, không phải là mình tạo ra một cái địa cầu mà nó thanh bình. Mà thật sự là bởi vì mình làm những cái chuyện mà trong lòng mình sẽ thanh bình ngay bây giờ. Anh hiện mà làm như vậy là anh đã thấy rất là an bình ngay. Mà cái đó là cái vũ trụ, cái earth là cái vũ trụ xung quanh mình, là cái cộng đồng, là cái gia đình, là những cái người thân xung quanh mình ngay. Cho nên anh đem cái hòa bình ngay tới trong những cái người xung quanh bằng cách là anh tu dùm. Thưa thầy, cái quan điểm mình... đó, đó nó rất đặc biệt. Thầy tin rằng đó là cái quan điểm đó. Mà mình đừng có nghĩ là mình làm cái chuyện gì xa xôi. Mà mình nghĩ là cái chuyện gì mình làm cho một người nào mình thương đó là rất là quan trọng. Anh hiểu không? Dạ. Hoặc là một người mình ghét. Dạ. Con không muốn xin thầy cái gì. Tại vì chị đâu có biết là thầy trong kỳ này thầy tu thầy làm cho người thầy ghét. Con cũng nghe thầy nói rồi, nhưng mà nhưng mà con xin thầy một lần nữa khai triển cái ý đi giùm cho con, là bởi vì không phải là ai cũng quen thuộc với cái ý nghĩ là tu dùm hay là hồi hướng đâu. Là vì thí dụ như con nói chung, thí dụ bây giờ con có người bạn đau hay gì, con cầu nguyện cho người đó thôi, xin cầu nguyện cho người đó. Đúng. Chứ con không nghĩ là con làm một cái hành động gì, hay là con tụng niệm gì hay gì, xong rồi con hồi hướng cái công đức đó cho người đó. Cái khái niệm đó nó con nghĩ là con xin thầy khai triển thêm trước khi mà chúng ta vào cái phần thứ hai. Cái chuyện mà mình cầu xin đó, tức là mình nó khác nhau như thế nào? Mình xin ơn trên dùng cái thần lực của họ đó để mà giúp cho một người nào thì mình cầu ơn trên. Ừ. Cầu đấng ở trên. Dạ. Còn cái hồi hướng đó là mình làm dùm cho cái người đó. Mình làm dùm việc thiện, mình làm dùm bất kỳ cái chuyện gì mà người đó không làm được thì mình làm dùm cho người đó. Tức là mình làm trên behalf, thì kiểu như là thầy không nấu ăn được thì chị nấu ăn cho thầy, kiểu như vậy đó. Thì cũng ra món ăn. Nhưng mà cái hay đó là khi mà mình làm dùm cho một người nào thì cái lòng thành của mình cũng cảm động đến đấng trên. Thì đấng trên đó, thì chắc chắn là sẽ giúp cái người mà mình đang hồi hướng, làm dùm. Cái quan niệm làm dùm rất là hay, tại vì cái quan niệm làm dùm của mình đó, tức là mình gọi là hồi hướng, tức là mình tu dùm đó, nó rất là hay. Bởi vì mình không thật lòng đó, thì không thể nào làm được. Mình phải thật lòng, tại vì nó đòi hỏi công sức của mình. Bên Mỹ là còn viết một cái cuốn sách, là cuốn sách đó mở trong nhà thờ viết, nhưng phải là người Việt là viết là làm sao mà con có thể cầu nguyện thành công. Cái tên cuốn sách tên dài dòng như vậy là How Do You Pray and Be Successful. Cuốn sách đó thì cuốn sách nó mỏng, là có 170 trang thôi. Thầy đọc lâu rồi, nhưng mà trong đó nó còn một cái câu rất là hay, nói rằng nếu mà con muốn cầu mà thành công đó, con hãy hỏi là con làm gì cho cái người mà con cầu. Nó không có quan niệm như mình, nhưng mà nếu con muốn xin ơn trên đó, thì con hãy hỏi là con đã làm gì cho người đó. Làm cho người đó chứ không phải làm cho người khác, mà không, lấy cái công đức cho người đó. Khác không, không thấy. Không phải khác. Cầu nguyện. Đó. Tức là con làm gì, tức là thí dụ như ok, trong cái đạo chủ hỏi ok, nhưng mà chị thì thầy cầu xin là làm sao cho chị lành bệnh. Thì cái câu đó nó hỏi thế này là thầy đã làm gì cho chị. Hiểu không? Yeah. Đó rồi. Thì việc triển khai cái đó ra bên đạo Phật đó, thì mình nói thế này là thầy làm những cái chuyện mà chị không làm được. Đấy, thì những chuyện chị không làm được là gì? Là chị không thể xuất gia tu hành được, chị không thể lại Phật được, chị không thể cầu nguyện được. Những cái chuyện mà chị không thể tiếp xúc được với đấng trên thì để thầy làm giùm cho. Thì đó đó.
gọi là hồi hướng. Mà thưa các bác đó, cái quan niệm giáng sinh của mình là quan niệm không phải là mình celebrate một cái người bên ngoài, một cái đấng mà xuống giáng phàm, mà mình nên nghĩ rằng là mình celebrate một cái tinh thần bên trong đó. Tinh thần này là cái tinh thần đó, là của cái đấng đó. Cái tinh thần đó là gì? Là mình làm cho người khác. Tại vì không có một đấng Chúa nào trên trời đó mà làm cho Ngài cả. Ngài làm cho chúng sinh. Nếu mà Chúa mà làm cho Chúa thì không gọi là Chúa mà gọi là phàm phu. Và khi mình làm cái gì cho người khác đó thì mình tức là làm trong hình ảnh mà Chúa muốn mình làm. Do đó đó là mình tạo nên cái sự an bình cho mọi người bằng cách là mình hy sinh mình cho người khác. Và do đó đó mình nói chuyện dài dòng trong nửa giờ nhưng mà chỉ tóm tắt bằng một cái chuyện thôi đó, là mình nên có cái lòng vị tha một chút, nên nghĩ tới người càng may mắn hơn, mà nên lên là mình tu hay làm cái gì để mình chia sẻ cái phước đức cho những cái người mà họ kém cái may mắn và kém thiếu cơ hội hơn mình. Tại vì mình là những người mà có nhiều cơ hội tốt hơn những người khác. Nó make sense gì? Dạ. Yeah. Nếu mà vậy thì cái người mà họ cúng dường dùng cho người khác có được không thầy? Được chứ. Cúng dường rồi hồi hướng cho cha mẹ. Cúng dường là một cách khác. Yeah. Yeah. Nhưng mà nói cái cúng dường như một người khác đó, thì mình phải nói tới cái lòng thành như thế nào để mà sự cúng dường nó là một cái hành động đó mà có cảm động để ơn trên. Rồi. Cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời chương trình Khai Tâm, chúng ta trở lại ngay sau phần thông tin của hội. Cảm ơn quý vị. Sám pháp do thầy Hằng Trường biên soạn, tướng tụng 13 hồng danh và 48 đại nguyện của Đức A Di Đà bằng những lời sám thật giản dị, đi thẳng vào lòng người, khiến người nghe dễ mở tâm, sớm sám hối và hóa giải được nghiệp lực. Các bác có thể thỉnh sách qua hội từ bi phụng sự, điện thoại số 714-625-8966. Sám là nhận chi những điều sai lầm, hối là không tái phạm về sau. Địa tạng sám do thầy Hằng Trường biên soạn nói lên 6 hạnh nguyện căn bản nhất trong vô lượng vô biên hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Địa Tạng, đó là hằng dưỡng nguyên châu, tích trưởng vô lượng phương tiện và vô biên đại nguyện. Các bác có thể thỉnh sách qua hội từ bi phụng sự, điện thoại số 714-625-8966. Từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng con xin từ nay sám hối hướng tới giác ngộ tâm linh, mở lòng vị tha tu theo công hạnh cứu người của Đức Quán Thế Âm để đem an lạc tới tất cả chúng sinh. Quán âm sám do thầy Hằng Trường biên soạn, các bác có thể thỉnh qua hội từ bi phụng sự, điện thoại số 714-625-8966. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm đặc biệt kỳ Noel kỳ này,
Và trở lại chương trình với Thầy Hành Trường, anh Vũ Duyền, chúng ta có một số các anh chị trong Hội Tu Bi Phụng Sự hôm nay cũng đến để mà cùng nhau ăn mừng cái mùa lễ trong kỳ 2017 này. Con xin mời Thầy bắt đầu chương trình ạ. Giờ Thầy mời tất cả các bác ở nhà đó, mình hãy nghĩ tới những cái người trong gia đình của mình ở xa, ở gần. Mình nghĩ tới những người kém may mắn, chứ là những người mà bây giờ đang chịu cái thiên tai nhân họa, người mà trong những cái trại tị nạn khắp nơi trên thế giới, từ Phi Châu tới Âu Châu. Mình hãy nghĩ tới những cái người đó mà họ có rất nhiều đau khổ, mà ngay trong nhà mình thôi cũng có xa xôi gì cả các bác. Mình hãy cùng nhau niệm Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm đó, rồi mình nghĩ tới đó, làm sao đó xin Đức Quan Bồ Tát hãy dùng cái thần lực của Ngài, làm cái lòng đại bi của Ngài đó, để mà làm cho những cái người này cảm thấy bớt đi những cái đau khổ. Thì mình tụng niệm đó là mình niệm dùng cho những người đó, mình gọi là hồi hướng đó, mình niệm dùng đó. Bởi vì nhiều khi những cái lời của mình đó, mà chân thành đó, thì nhiều khi sẽ rung cảm Quan Bồ Tát và làm cho những cái người mà mình đang cầu nguyện đó, đang hồi hướng dùng đó, nó sẽ vơi bớt cái nỗi khổ. Các bạn cùng nhau chắp tay nhé. Bồ Tát Quán Thế Âm, 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 Bồ bác cho một phút mình hãy im lặng nghĩ tới những cái người đó mà mình muốn hồi hướng, nghĩ tới những cái người mình rất là thân thương, nghĩ tới những cái người mà đã không còn có mặt ở đây để mà chia sẻ cái niềm vui với mình. Nghĩ tới những cái người đang cần cái sự ấm áp, ấm cúng. Và chúng ta hãy xin Đức Quan Bồ Tát hãy dùng cái thần lực lòng đại bi của Ngài để khai mở những con tim đang còn đóng kín, làm dịu bớt tất cả những cái đau khổ, những cái nỗi niềm mà khó có thể giải bày được trong lòng của những người đang chờ đón cái thần lực của Đức Quan Bồ Tát. Chúng ta hãy nghĩ tới cái tấm lòng của mình, hãy gửi cái tình thương và sự ấm áp của mình tới tất cả những người đó. Rồi, cảm ơn các bạn chị, mình chào xuống.
Cảm ơn các bác anh chị. Cảm ơn. Cảm ơn. Yeah. Và thưa thầy cũng thưa các anh chị, mở đầu cho cái phần 2 chúng ta là cái phần hỏi đáp. Anh chị có thể hỏi thầy bất cứ câu gì liên quan dễ đến điện thoại khó quá. Thì đầu tiên mời là Hương Thơ. Vâng, kính thưa thầy và kính thưa các anh chị. Trong mùa lễ là cuối năm, thường thường nhất là mùa Giáng sinh đó, thì chúng ta nghĩ tới vấn đề quả cáp. Làm thế nào trong tinh thần Phật giáo để có thể gói ghém một món quà bên cạnh một món quà về vật chất để có thể có trọn vẹn cái tinh thần Phật giáo là có sự quan hoài, có tình thương và tất cả mọi thứ thì chúng ta trao tặng một người nào đó trong mùa lễ này, thưa thầy. Tức là mình chỉ nghĩ tới là cho món đồ gì ấy. Dạ vâng, trong cái tinh thần Phật giáo, một món quà có thể là một, như thầy đã giảng là món quà có thể là vật chất hay là một tinh thần hay là một sự trừu tượng nào đó. Câu hỏi đó nó quá khó, vì sao không trả lời được. Thầy không biết làm sao trả lời câu đạo viên là có rất nhiều. Nhưng mà thầy kể cái chuyện riêng của thầy. Cách đây 2-3 ngày thôi đó, thì thầy điện thoại nói chuyện với một người thân của thầy. Cái người đó thì cũng có cái kiến giải gì tốt đẹp với thầy cả. Thì tức là cái người mà mình gọi là bạn cũng được, mình gọi là người đồng môn tu học cũng được, hay là một cái người mình đặt định nghĩa nhưng mà không phải là học trò của thầy. Thì thầy nói chuyện thì thầy kêu thầy nói là tại vì là tôi sắp đi nhập thất nên tôi nói chuyện với anh chút xíu rồi nào. Thì lúc đầu thì nó có tension lắm, xong rồi thì lúc thầy nói nhưng mà bây giờ là cái mùa Giáng sinh nên tôi muốn cứu anh, lý do là tôi nói với anh là don't give up on me. Mà cái đó là cái chủ đề ngày hôm nay thầy nói, tại vì là nhiều khi là mình cũng không cần có một cái món quà gì cho thiệt là lộng lẫy hay là đẹp quà cáp gì, nhưng mà nhiều khi đó mỗi người mình có một expectation khác nhau. Thì cái người bạn của thầy đó thì expect thầy rất là cao, mong rằng thầy sẽ như thế này thế kia, nhưng mà như khi thầy làm cái này không tốt, thầy làm cái kia không đúng với cái ý của cái anh đó. Thế nên thầy nói là cái món quà thì thầy tôi không có, nhưng mà tôi xin là anh đừng give up on me. Thì thầy không ngờ bên kia cái phone là nó im lặng đâu chừng cũng 2 phút. Thầy phải trả tiền 2 phút mà silent đó. Thì anh ta mới nói chứ, gọi là I always trust you. Từ lúc nào tôi cũng tin tưởng là mày sẽ cải thiện, mày sẽ tốt hơn. Và cái đó là cái món quà mà quý giá nhất là anh cho thầy và cũng như thầy cho anh. Thì sau khi xong rồi thì thầy là cái texter thầy coi đó, thì anh ta nói với thầy như thế này là I knew you for many years. Cái người bạn thầy là biết, người đồng tu thầy đã biết rất nhiều năm rồi. Thì anh nói là no, I will never give up on you. Mà cái câu cuối cùng cả là tại sao mà thầy nói chị nghe, anh nói là không có cái món quà quý giá nào là bằng là cái lòng thành thật và biết rằng là mình you have someone there for you. Thì cái người bạn đó không phải là một cái người xa lạ, người đồng môn của thầy thôi, nhưng mà họ tin tưởng và họ cho thầy cái niềm tin và cũng là nhiều khi cho thầy một cái sự ấm áp. Tại vì là cái vấn đề cuộc sống của mình là cuộc sống mà nó không bao giờ mà hoàn thiện cả. Nhiều khi mình cho món quà nhưng mà cái món quà đã nói lên một cái tình thương nào đó, nhưng nhiều khi cái lời nói đó rất là quan trọng. Thì cái lời nói của anh đó đối với thầy rất là quan trọng. Nhưng mà đối với anh đó đấy thì anh tin rằng cái món quà mà cao lớn nhất đó là cái commitment của thầy về cái đạo đó. Thành ra cái câu hỏi của chị rất là khó trả lời, vì là mỗi người mình sẽ có một cách để mà diễn bày khác nhau. Nhưng mà thầy đã cho Hương Thơ một câu trả lời biết tặng món quà nào cho những người đang có những khúc mắc, đang giận mình
xin được tha thứ và xin cho tôi đừng quay lưng lại với tôi và cho tôi một cơ hội thứ hai. Đó là món quà Hương Thơ sẽ trao tặng cho những người đang ghét Hương Thơ. Thưa thầy, con xin thầy nói tiếng Việt là chủ đề đó là cái chủ đề mà hồi sáng nay thầy làm cái cà phê Pháp, là bởi vì thầy tin rằng đó là mỗi người mình là mình chờ một cơ hội để cho mình có thể được tha thứ và được chấp nhận. Ai vậy cả? Mình nhiều khi mình rất là kiêu ngạo, là mình không bao giờ làm sai lầm cả. Thì cái sự kiêu ngạo của mình cũng dễ hiểu thôi, tại vì mình nghĩ rằng đó là mình là người hoàn thiện, nhưng mà trong cuộc sống của mình thì là dù trước dù sau gì đó mình cũng sẽ rơi vào trong cái hố thẳm của cái sự sai lầm. Bởi vì đó là cái đẹp của cuộc sống. Nhưng mà mình có được người khác thương và chấp nhận hay không đó, thì cái sự thương và chấp nhận đó là cái món quà lớn nhất trong không phải mùa Giáng sinh này nhưng mà cả cuộc sống của mình. Tại vì nhiều khi mình đi tìm cái người nào mà thương mình. Thưa thầy, con xin thầy khai trình một chút xíu nữa cho các bác hiểu ý thầy khi thầy nói tiếng Anh. Là nếu bây giờ có người mẹ mà con đang giận mình đang giận con, bây giờ người mẹ cầm cái phone lên theo như cái tinh thần của thầy và trả lời về với giúp đó, là con don't give up on me tiếng Việt, thì người mẹ nó nói làm sao thưa thầy? Thầy chưa làm mẹ thì em nghĩ là bố là điện. Không, có nói chung là nghĩa là để mà giải thoát. Đừng mất niềm tin nơi tôi hay là... Đừng mất niềm tin nơi tôi. Đừng quên tôi, đừng bỏ tôi. Đừng bỏ cuộc và đừng quay lưng. Đừng bỏ cuộc và quay lưng hay. Dịch hay. Thật sự ra người Việt Nam mình không có cái văn hóa đó. Cái văn hóa người Việt Nam mình lúc nào nếu mày mà đúng thì mày đúng, mày mà sai là mày out. Tức là mình cái văn hóa phục tùng, là mình không có cái sự chấp nhận cái sai lầm. Mình chỉ muốn người khác là perfect thôi. Dù mình không perfect nhưng mình chỉ mong muốn người khác perfect, và mình định đặt lên người ta cái ách, tức là cái nàng đó, cái xiềng xích đó làm cho người ta rất là đau khổ. Cái văn hóa khai mở là văn hóa là mình chấp nhận và mình move on là hay hơn. Thì cái mùa Giáng sinh là có nhiều cái để mình cho các bạn, không phải là một mà có nhiều cái, thì tùy mọi người mình thôi. Rồi. Em mời chị Tâm Thường. Tâm Thường. Thưa thầy, trong mùa Giáng sinh này nhiều khi người ta đi tìm những cái quà thiệt đắt tiền, rồi hoặc là đi tìm cái gì cho người khác thích, nhưng mà khi cho với một cái nét mặt lạnh lùng và giống như là tôi phải cho thôi. Thành ra khi cái người tin nhận, người ta cũng có cái feeling như vậy. Thành theo con nói là cái cách mình cho nó đáng giá hơn cái quà mình cho. Thì mình cho với tất cả một cái tinh thần và một bằng vì mình tới với người ta. Không những đưa cái quà mà mình ôm người ta hoặc là mình nói vài lời dễ thương á. Thì khi đó là cái đẹp của cái Giáng sinh. Thì còn phải cái mùa Giáng sinh là ai đi mua quà ào ào rồi về chia cho người này, chia cho người kia. Mà trong tinh thần là làm cho xong. Cái đó thì con thấy rất tiếc. Nếu như mình hiểu được theo đạo Phật, mình đem hết tình thương mình gọi ghém trong cái quà. Tuy nhỏ, tuy lớn, nhưng mà khi mình đem ra mình đưa thì kiểu nét mặt mình sao cho người ta bây giờ, hiểu. Bây giờ mình deliver nhỉ? Drone delivery, đưa món quà cái đó. Ai đưa tới đưa chỉ cho mình. Giống như người ta đi cho quà về mấy cái lễ vừa rồi, con nít nó cũng đi theo, nó cho nhiều lắm. Thì cha mẹ nào cũng muốn cho con là hiểu, con là sung sướng, cái quà nó là nhiều, dư dả nhà mình đem đi cho. Nhưng phải dạy cho nó biết có những người này người ta cực hơn mình. Thì để cho nó hiểu là vì sao mà nó thái độ cho quà rất là quan trọng. Thầy có rồi, bên này. Mời Laura. Con xin hỏi cái câu này trên English vì con cũng biết sao yes, hỏi please. Được. Okay, hỏi English đi. I was in a Uber car yesterday and we had a discussion about just the sadness that's happening in the world. You turn on CNN, which I don't anymore. I see self-bombers. I see a lot of despair. I see the government in chaos. And he asked me, how do I know that it's going to be better? And what hope do we have in a brighter future for my kids, my family? And I just thought about it. I said, I think we had to get here to really collectively, consciously rise. Because for a while, we were so asleep, all of us. And I thank the chaos. That we're here right now discussing issues that were really, really held down. I think it was just
probably not ignored but not brought up. So you, do you believe that all this chaos has to happen so collectively we rise as human to the next level? And if so, when is that period going to come? Because I'm kind of really sad about what's going on. Theo như là cái định luật cái câu hỏi là anh dịch ra rồi thay lại tiếng Việt trả lời cho nghe. Câu hỏi quá hay. Nói cái chuyện nó đi nó sẽ Uber đó, người ta hỏi là bây giờ là có chuyện mà nó như xảy ra như vậy. Chuyện với cái người tài xế về vấn đề mà bây giờ nó thời buổi nó nhiễu nhương rối loạn như thế này, mọi thứ đều là có vẻ thất vọng, tuyệt vọng quá, và làm sao mà cải thiện được cái tình, làm sao mà nó thay đổi được cho cái tương lai của con cháu. Thì và cái câu chính của Laura hỏi tức là em xin thời là tiếp lời anh, tức là có phải là bởi vì trong cái tình trạng mà nó rối loạn như vậy, trong cái tình trạng mà nó nhiều cái sự mà đau khổ trên thế giới như vậy mà nó giúp cho chúng ta trở lại nguồn, giúp cho chúng ta ngồi lại với nhau để mà cùng tìm ra một cái giải pháp gì hay không, thì xin thầy cho ý kiến. Cái Đức Phật dạy rất là hay. Đức Phật dạy là thành, thành là beginning, trụ, dwelling, hoài là decaying, không trở thành empty, rồi nó trở lại là cái thành lại. Thành nó trong cái trường hợp mà hoài đó, decaying đó, là mình gọi là cái trên tà mình là chaos, extreme chaos, tức là hoàn toàn hỗn loạn ra, nổ cái đùng ra. Trong cái management đó, thì họ gọi cái đó gọi là cái delta, tức là cái đường, cái curve đó lên xuống đây là một cái S curve đó, thì họ phải nổ cái đùng ra. Thế cái chuyện đó là cái chuyện mà Đức Phật đã nói sau rồi. Thành ra mình đó, không thể nào là mình sẽ không già, mình sẽ già và mình sẽ chết để mình có cái thân đẹp hơn, mình trở lại cái thân mới. Thế đâu còn làm sao mà bây giờ là mình già hoài được, mình thanh lọc kiểu nào vẫn già. Già xong rồi thì mình phải chết, chết rồi mình phải sống lại nó đẹp hơn, chứ còn làm sao mình trả được. Thế đó cái chuyện mà cái chaos hay đụng ra đó, cái anarchy, thì cái chuyện mình hỗn loạn cực kỳ đó là part of cái cycle. Thế cách nhìn của mình á, mình không nhìn để mình thấy rằng là mình take side, ồ tôi thích ông này, tôi không thích ông này, tôi thích cái bà này, tôi không thích ông kia. Mà cách nhìn mình là mình understand, mình hiểu rằng là cái curve, cái chiều của lịch sử nó sẽ chạy như thế đó. Và mình sẽ nghĩ thế này nè, mình làm cái gì để mình facilitate cái curve? Mình làm gì để những người mà trong cái lúc mà họ rớt xuống đó, thì mình là cái bàn tay để họ đứng lên. Mình làm gì mình lúc mà những cái người mà đang cần chỗ dựa đó, here's my shoulder. Mình làm gì để mà trong cái lúc mà hỗn loạn như vậy đó, yes, I am the foundation you can rely on. Tôi là cái nền tảng để mà người ta đứng lên. Mình làm cái gì để mà cái cây nó cái rừng nó chảy xuống đó, thì những cái hạt mầm đó đó, nó có thể tiếp tục nó nở lên, nó sống lên. Cho nên cái chuyện chảy rừng ở California đó, in one sense là bad news vì có nhiều người chết, có nhiều người bị cháy nhà, có nhiều cái, nhưng mà đó là một cái sign of renewal. Cho nên là everything là non-duality, là bất nhị. Cái chaos is the order, mà the order is the chaos. Hai cái đó là hai cái của một cái bàn tay. Cho nên mình ở trong cái chaos đó, thì mình hãy làm sao đó, mình là cái place of reliance nhiều người hơn. Thay vì mình nghĩ rằng là bây giờ tôi phải đánh đổ làm sao hay nọ, mình phải nghĩ tới đó là mình làm cái chỗ để mà cái chỗ dựa cho những cái người mà đau khổ hơn. Mình không cần thay đổi gì nhiều cả, mình không cần làm cái gì hơn là mình làm cái chỗ dựa đi. Mình làm cái chỗ để mà người ta feel peace khi người ta ở với mình. Mình làm cái chỗ để mà người ta cảm nhận được cái sự ấm áp khi mà người ta không có. Changing là chỉ có, nó sẽ change, cái chiều đó nó không thay đổi, mình không có cần phải làm cái gì hơn nữa. Bởi vì cái chiều hướng đó là cái chiều hướng của cái nghiệp lực, nó sẽ phải thay đổi, tức là khi nó thành, nó trù, nó hoài rồi, bây giờ mình muốn nói, ok, tôi không muốn nó hoài, tôi muốn nó tốt hơn. Doesn't matter, nó sẽ trở thành không, rồi trở thành thành trù hoài không lại. Thế nên mình không thể nào đó mình nói là, ok, tôi không muốn như vậy, tôi muốn làm sao cho tốt hơn. It will be tốt hơn, cho nên người Mỹ hoàn hay là it get worse before it gets better. Tức là là cái câu mà Phật nói đó, nó sẽ hoài và không trước khi nó trở cái thành, cái cycle của nó, cái new cycle. Đức Phật đã nói sẵn rồi, nhưng mà người Mỹ họ nói cách khác thôi. Và mình nên sống là mình
làm sao đó mình không ngừng là mình có thể trở thành cái chỗ để mà làm cái chỗ dựa cho người khác. Cái đó là cái quan trọng hơn là cái chỗ là mình làm gì cho cái chuyện kia, mà mình nên làm gì là cái chỗ dựa. Make sense? Ok. Hay quá, câu hỏi hay. Con làm chỗ dựa đi, con hãy làm chỗ dựa cho nhiều người khác. Become a place of reliance for many others. Rồi. Ai Loan? Bên kia, bên này. Bên này. Đó, mời chị Loan. Ai Loan, mời Loan. Chị Loan. Mời chị Loan. Trước hết tôi con cảm ơn thầy, nhờ thầy mà cuộc sống con rất là hạnh phúc bây giờ. Và hôm nay con có câu hỏi, thì cái câu hỏi này không phải là câu hỏi mà con chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm á. Christmas mà nhà con nó đông quá, hay là 10 anh em, mỗi anh em là 5 đứa chí dụ như vậy, thì tụi con chỉ có rút thăm thôi. Rồi rút thăm là sao? Rút thăm tên á. Để làm gì? Để mình mua quà cho tụi nó. Rồi đừng lỡ mà người này thiếu người kia không có thì sao? Đâu thầy, mình chia thí dụ có 50 người thì bây giờ 50 người. Mỗi người rút thăm thì là người nào cũng có quà hết. À, nhưng mà có một cái món quà thôi, một món quà thôi. Dạ. Nhưng mà với một tấm lòng và con cảm thấy cái mùa Giáng sinh nó làm cho cái lòng mình nó mở rộng ra. Mình cảm thấy mình thương, mình gặp ai mình cũng vui hết á. Thành ra cái thứ nhất hết mùa Giáng sinh rồi không vui à? Thứ nhất là con được vào cái hội này để con học á, thì ngày xưa là con chỉ thích người nào con thích, còn cái người con không thích là con không thích. Rõ ràng. Mà bây giờ đó thì cái tâm từ nó cũng mở ra, thương luôn. Nhưng mà thì con còn nghĩ là Christmas này là con mua quà không nhỏ, không lớn, nhỏ nhỏ là con tặng hết những cái người hay, không thích hay không thích con tặng tuốt. Hay, hay quá. Hay, hay vô cùng. Mở tâm, cái đó gọi là mở tâm đó. Cái lòng từ nó lớn ra một chút. Mở tâm ra. Thưa thầy, con cũng chỉ xin chia sẻ là vì hồi xưa đó lúc mà mình còn trẻ đó là mình thích nhận quà lắm. Hoặc là mình cũng thích cho quà. Thành ra hồi xưa cái mùa Giáng sinh đối với con là con bị mình gọi là Christmas blue. Là tại vì mình muốn là mình cho tất cả quà cho những người mình biết. Thành ra tới cái tháng 12 đó mà mình chưa có mua đủ, chưa sắm đủ, là mình thấy nó nôn nao, rồi mình thấy stress, rồi mình thấy rất là khó chịu. Vâng, thì bây giờ cái từ từ thì mình lớn lên thì mình lại thấy những cái chuyện đó nó không có đáng. Vâng, và những cái quà mà chính con bây giờ mà con nhận được đó là nhiều khi những cái câu nói, những cái nhất là có những cái lúc mà có những cái chuyện mà nó xảy ra mà mình cũng buồn hay là mình ốm, thì nhiều khi chỉ một câu nói nó làm cho lòng mình thấy ấm lại. Hoặc là bây giờ nó có những cái text đó thưa thầy, hay nó nhiều khi cái buổi sáng con ngủ dậy con thấy có cái text: em gửi chị 1 triệu đó hoa, chị vui không? Thì con thấy là những cái đó, món quà đó đối với con, và con nghĩ chắc cũng rất là nhiều người thích được đón nhận thay vì một thùng quà. Tại vì đôi khi là con cũng nhận được nhiều cái món quà, nhưng mà bây giờ hình như mình lớn thì mình lại thấy những cái món quà mà những cái câu mà nhỏ nhỏ như vậy nó làm cho lòng mình rất là ấm. Chị xin chia sẻ vậy. Hay quá. Hay, rất là hay. Đây mình còn 2 phút rưỡi, chắc mời anh Henry một câu rồi để thầy kết thúc. Dạ, thưa thầy và các bác, thì nhìn lên cái đằng sau lưng của thầy, cái background đó, cái là New Year 2018, thì con có câu hỏi không dám, nhưng mà xin thầy cái năm tới đó, thầy có cái gì để truyền đạt lại cho tất cả? Thứ nhất là đại chúng. Đạt được bằng thầy. Cảm ơn thầy. Hay quá. Tóm tắt thôi thầy. Yeah. Thầy 2 phút thôi thì chắc cũng nhiều lắm, nhưng mà thầy cũng muốn để cho cô cố hỏi một câu chót không ạ? Ok, không, hỏi cô cháu. Cháu không muốn trả lời, chị Khôi. Dạ thưa thầy, và thưa các anh chị, hôm nay con được tới đây được nghe thầy và các anh chị trong hội Từ Bi Phụng Sự nói chuyện về món quà Giáng sinh, thì con nghĩ đây đối với con á,
là đây là món quà Giáng sinh rất lớn mà con đã nhận được từ thầy và các anh chị trong hội từ bi phụng sự. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì con nghe rất là hay. Giống như thí dụ như là từ chị Ái Loan chẳng hạn, là cái món quà như là hai chị hôn thơ. Món quà tinh thần nó quan trọng hơn. Thành ra đối với con đây là món quà tinh thần nó quý, nó quan trọng, nó quý. Thì ở Mỹ con thấy hầu như vật chất đầy đủ rồi. Thậm chí con thấy Christmas nhiều khi mấy em nhận quà xong rồi vừa nhận xong nó buông qua đi qua chỗ khác. Mà thứ mỗi cái gì mà nó đúng cái nó thích, dù món quà rất là ít tiền nhưng mà quyển sách nó thích, nó còn nó quý, nó trân trọng hòa cả mấy cái món quà đắt tiền khác nó để qua một bên, tại vì nó không có giá trị. Thành ra con đối với con là món quà rất lớn mà con nhận được từ thầy, unexpected, từ thầy và các anh chị trong hội từ bi cũng sự. Con cũng tiếp theo lời anh Henry, con chỉ xin thầy là cũng giống như là một cái ý đó, là một cái quà pháp mà thầy gửi cho mấy cháu nhỏ luôn. Bây giờ mình còn đó. Một phút thôi. Thì thưa các bác, đây là năm 2018 nó có nhiều chuyện lắm, nhưng mà thật sự ra trong cái mùa Giáng sinh này đó, mình nên nghĩ tới rất nhiều người xung quanh mình. Tại vì các bác biết không, tất cả mọi người xung quanh mình ai cũng cần một cái chuyện ấm áp cả. Nhiều khi có những người bạn bao giờ bạn nhìn mặt họ cả, nhiều khi có những người bạn sẽ chẳng bao giờ bạn nghĩ tới họ, dù là mình đã có quan hệ với họ lâu năm lâu tháng rồi. Nhiều khi bạn nên bắt phone lên, bạn nói chuyện vài ba câu với họ, và nên mình nên kết lại một cái sự thâm tình, một sự ấm áp. Vì rất nhiều người cần sự ấm áp của bạn. Bạn không còn biết rằng là chỉ một lời nói của bạn thôi, hay là một cái cười của bạn thôi, và những cái cú điện thoại của bạn thôi đó, nó còn giá trị hơn là những món quà như chị Mai Khôi vừa nói đó. Và nhiều khi bạn text đó, người ta cũng cảm nhận được, nhưng mà cái lời nói của bạn đó có lẽ là hiệu hiệu nhất. Và cái lời nói, chỉ cái lời nói từ cái con tim đó, thì mình làm cho con tim kia là nhận biết được. Nhưng nếu lời nói mà từ nơi cái lưỡi của bạn thôi đó, thì con tim là không nhận được. Nên mình nên hãy cho cái món quà từ con tim nó phát ra bằng cái lời nói, thì cái đó là đúng là cái mùa mà mình gọi là Giáng sinh, mà cũng là peace on earth, là cái hòa bình trên nhân gian này. Bởi vì tất cả hòa bình đều từ trong con tim mà ra. Cảm ơn thầy. Và cảm ơn quý vị khán giả Khai Tâm đã theo dõi chương trình đặc biệt hôm nay. Toàn ban Khai Tâm cũng như là các anh chị trong hội từ bi phụng sự xin gửi đến quý vị lời chào Merry Christmas và Happy Holidays. Xin chào.